Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Venocity. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Venocity cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Venocity Citicoline Công dụng và chỉ định Bệnh não cấp tính Tai biến mạch não cấp tính và bán cấp Chấn thương sọ não Bệnh não mạn tính Thoái triển tuổi già Sa sút trí tuệ do thoái hóa nguyên phát Sa sút trí tuệ do nhồi máu đa ổ di chứng tai biến mạch não, chấn thương sọ não, phòng ngừa biến chứng sau phẫu thuật thần kinh. Parkinson Dùng đơn độc hay phối hợp với lê võ dopa. Liều dùng Thuốc dùng đường tiêm Liều dùng Bệnh não cấp tính Giai đoạn cấp tính 1.000-3.000mg một ngày Giai đoạn hồi phục uống người lớn 200mg 3 lần một ngày trẻ em 100mg, 2 đến 3 lần một ngày. Bệnh não mạn tính. Người lớn uống 200mg, 3 lần một ngày, trẻ em 100mg, 2 đến 3 lần một ngày. Chống chỉ định. Dị ứng với thành phần của thuốc. Quá mẫn với thành phần thuốc. Tăng trương lực hệ thần kinh đối giao cảm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Trong trường hợp hôn mê do chấn thương sọ não hoặc phẫu thuật não, nên điều trị phối hợp với thuốc giảm đau và hạ nhiệt. Trẻ em, tính an toàn đối với trẻ em chưa được xác định. Người già, sử dụng thận trọng và theo dõi tác dụng không mong muốn khi sử dụng cho người già. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc. Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc, trong một số trường hợp, các tác dụng phụ trên hệ thần kinh trung ương có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành các loại máy móc phức tạp vì vậy cẩn thận trong khi lái xe hoặc vận hành máy móc khi đang điều trị tác dụng phụ thuốc có tác dụng kích thích sinh tổng hợp các phospholipid trên màng tế bào thần kinh chống tổn thương não tăng cường chức năng dẫn truyền thần kinh thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc tương tác khi sử dụng kết hợp với lê võ dopa thuốc làm tăng các tác dụng của lê võ dopa không được dùng citicoline đồng thời với các thuốc chứa mecophenosat hoặc centrophenosine. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Venocity, đồng thời biết cách sử dụng Venocity, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham